Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng đất ở phía đông xa xôi, có một người thợ mộc tên là Ali Baba. Cậu sống nghèo khổ cùng với vợ mình. Ali Baba phải cùng chú lừa đi vào rừng đốn củi và sau đó đem bán củi ngoài thị trấn để kiếm sống. Một ngày kia, khi đang đi vào trong rừng đốn củi, cậu chợt thấy một nhóm kỵ sĩ đang tiến về phía cậu. Và trông họ không được thân thiện cho lắm. Chắc họ là mấy tên cướp, mình phải trốn đi thôi. Ali Baba dắt con lừa trốn đằng sau bụi rậm và cậu trèo lên cây. Bọn họ đến và dừng lại ngay phía dưới gốc cây. Ali Baba đếm được tất cả là 40 người. Họ lấy mấy cái túi nặng trịch từ trên ngựa xuống. Ali Baba chắc rằng chúng là những tên cướp. Tên cầm đầu đi về phía trước một hòn đá lớn và bắt đầu kêu to: "Mở ra, vừng ơi mở ra!" Bỗng nhiên, một điều kỳ lạ xảy ra. Hòn đá lớn trượt qua và mở ra trông như một cái cổng. Và có một cái hang xuất hiện. Các tên cướp lần lượt mang mấy cái túi nặng vào bên trong. Sau khi người cuối cùng bước vào, thì cánh cổng tự đóng lại. Ali Baba không nói nên lời khi chứng kiến việc này. Sau một lúc, hòn đá lại mở ra và mấy tên cướp bước ra ngoài. Kẻ cầm đầu vừa bước ra, hắn ta lại quay lại phía cánh cổng và nói: "Đóng lại, vừng ơi, đóng lại!" Hòn đá lớn ngay lập tức đóng lại và các tên cướp nhảy lên ngựa và lên đường. Ali Baba trèo xuống khỏi cây, đi thẳng tới chỗ hòn đá lớn. Cậu nói to những từ mà cậu đã ghi nhớ: "Mở ra, vừng ơi mở ra!" Cánh cổng mở ra với một tiếng động lớn. Ali Baba thận trọng bước vào bên trong. Cậu choáng ngợp với những gì cậu đang thấy. Phía trong đầy vàng, bạc, vải vóc có giá trị, kim cương và cả mấy rương kho báu. Cậu nhìn xung quanh, nhặt đầy ba cái túi và bước ra ngoài. Cậu quay lại chỗ hòn đá và lặp lại câu thần chú của gã cầm đầu: "Đóng lại, vần ơi, đóng lại!" Cậu đặt mấy chiếc túi lên người con lừa và lên đường trở về nhà. Khi cậu trở về nhà, cậu đưa mấy chiếc túi cho vợ xem. Cô không tin vào mắt mình nữa. Cô nghĩ rằng Ali Baba đã ăn cắp chúng. "Anh tìm ở đâu ra mấy chiếc túi này vậy?" Ali Baba giải thích cho vợ nghe những chuyện đã xảy ra. Cô hết sức vui mừng và bắt đầu mở những chiếc túi ra. "Ôi, nhìn xem, chúng ta có thật nhiều tiền này." "Không, hãy đào một cái hố và chôn tiền vàng xuống." "Sao anh không ra ngoài đào hố đi? Em sẽ hỏi mượn anh Kashim cái cốc đông vàng." Anh Kashim của Ali Baba là một thương gia giàu có, nhưng rất keo kiệt. Ông ta chẳng bao giờ giúp đỡ Ali Baba, nên cậu cảnh cáo vợ: "Đừng nói gì về những đồng tiền vàng nhé, không ai được biết điều này." Cô vợ đến nhà anh Kashim để hỏi mượn cái cốc đông. Biết nhà họ rất nghèo, nên Kashim hỏi ngay lập tức: "Cô cần cái cốc đông để làm gì chứ? Cô làm gì mà có tiền mà đông?" Cô vợ ngay lập tức nói dối. Tất nhiên là Kashim không hoàn toàn tin lời cô. Ông ta bí mật cho một ít mật ong dưới đáy cốc và đưa cho vợ của Ali Baba. Khi cô vợ về đến nhà, họ bắt đầu đông vàng. Ali Baba chôn số vàng vừa đông ở dưới cái hố. Sau khi chôn vàng xong, thì cô vợ mang cái cốc đi trả. Nhưng cô không biết chỗ vàng bị dính dưới đáy cốc. Khi Kashim nhận lại chiếc cốc, ông nhìn thẳng xuống dưới đáy. Và ông ta đã hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy vàng. "Ta biết Ali Baba tìm được chỗ vàng này từ đâu." Kashim trằn trọc suốt cả đêm. Đến lúc trời sáng, ông ta đi thẳng đến nhà Ali Baba. Và ông ta đưa chút vàng dính dưới đáy cốc ra. "Ali Baba, tôi biết là cậu rất nghèo. Làm sao cậu tìm được chỗ vàng này? Hãy chỉ cho tôi với." Ali Baba kể cho ông ta nghe tất cả mọi chuyện
để ông ta đừng kể cho ai khác về số vàng đó. Nếu cậu không chỉ cho tôi chỗ cây hang, thì tôi sẽ nói với bọn cướp là cậu đã lấy số vàng đó. Nhưng Kasim... Alibaba biết rằng Kasim sẽ làm những gì ông ta nói, không còn lựa chọn nào khác. Họ cùng nhau đến chỗ cái hang. Cái hang ở ngay phía sau hòn đá đó. Bây giờ hãy ra khỏi đây ngay. Bọn cướp có thể quay lại bất cứ lúc nào. Alibaba và Kasim quay trở về nhà. Nhưng Kasim không ngừng nghĩ về cái hang. Ông ta lập tức dắt hai con lừa và quay trở lại hang. Khi đứng trước cửa hang, ông lặp lại những gì ông học được từ Alibaba. Mở ra, Vân ơi, mở ra. Hòn đá ngay lập tức bắt đầu di chuyển và cánh cửa mở ra. Kasim không tin vào mắt của mình. Ông không thể thốt nên lời với cảnh tượng bên trong. Vàng chói lóa cả mắt ông. Ông vội vã bỏ đầy mấy chiếc túi mang theo, lấy nhiều nhất có thể. Và khi không còn trống nữa, ông quay lại chỗ cánh cổng. Nhưng cổng đã đóng lại. Nên ông đọc thần chú và cố gắng mở cổng ra. Mở cửa ra, mở cửa ra, hòn đá mở ra, mở ra, lúa mì mở ra. Dù ông đọc câu gì đi nữa thì cánh cửa vẫn không mở ra. Ông ta bắt đầu hoảng loạn. Ông ta nhìn quanh để tìm một cánh cổng khác, nhưng không tìm được. Sau một lúc, đám cướp quay trở lại hang. Khi nhìn thấy con lừa của Kasim, chúng tỏ ra nghi ngờ và rút gươm ra. Mở ra, Vân ơi, mở ra. Khi cánh cửa mở ra, bọn cướp bắt Kasim ngay lập tức và trừng phạt ông ta. Và sau đó... Thì ra, đây là kẻ đã trộm vàng của chúng ta. Khi trời đã tối mà không thấy Kasim trở về nhà, vợ ông ta rất lo lắng. Bà ta chạy đến nhà của Alibaba và nhờ cậu giúp đỡ. Alibaba cũng rất lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với Kasim, nên cậu quay trở lại chỗ cái hang và nhìn thấy mấy con lừa đứng trước cánh cổng. Vậy nên cậu đã biết là anh trai cậu đã vào bên trong cái hang và bị bọn cướp giết chết. Cậu quay trở về nhà bà vợ và kể cho bà ta nghe mọi chuyện. Họ quyết định không kể cho bất kỳ ai nghe câu chuyện này nữa. Sau đó thì vợ chồng Alibaba chuyển qua sống ở nhà của Kasim. Họ bắt đầu kinh doanh và phát triển buôn bán, trở thành thương gia ngày càng lớn hơn. Họ thu về được nhiều của cải hơn. Trong suốt thời gian này, thủ lĩnh của đám cướp nhận thấy vàng trong hang này càng vơi đi dần, nên hắn ra lệnh cho một tên cướp đi xem xét, xem có chuyện gì đáng ngờ đã xảy ra. Hãy đi vào thị trấn và tìm xung quanh xem gần đây có ai đã giàu lên và giành giẫm được nhiều tiền của không. Khi một tên cướp đi vòng vòng trong chợ, chúng thấy Alibaba đang mua hàng và cầm vàng trên tay, nên hắn đã theo Alibaba về nhà. Khi Alibaba vào trong nhà, tên cướp đánh dấu trên cánh cửa nhà. Khi trời tối, vợ của Kasim đi ra ngoài để đưa nước uống cho mấy con vật. Và khi đó, bà thấy có dấu vết trên cánh cửa. Bà cho rằng đó không phải là điềm lành, nên bà lấy thùng sơn và đánh dấu tất cả các cánh cửa của hàng xóm. Vào sáng hôm sau, 40 tên cướp đến tìm nhà của Alibaba. Nhưng khi chúng thấy tất cả các cánh cửa đều được đánh dấu như nhau, chúng không còn sự lựa chọn nào khác là quay trở về. Nhưng tên cầm đầu quyết tâm tìm cho bằng được. Hắn cải trang và đi vòng vòng quanh chợ. Cuối cùng hắn cũng tìm ra Alibaba và theo chân cậu về nhà. Gõ cửa và Alibaba trả lời: Tôi đến từ một nơi rất xa xôi. Tôi có mang mấy thùng dầu ô liu. Tôi nghe nói rằng anh là người thương gia giàu nhất trong vùng này. Anh có muốn mua chúng hay không? Alibaba mời tên cướp dùng bữa tối hôm đó. Cậu nghĩ rằng hắn cũng là một thương gia. Tên cướp mang 40 thùng dầu ô liu đến nhà Alibaba. Alibaba kêu người hầu chuẩn bị bữa ăn tối thịnh soạn. Alibaba muốn tiếp đãi hắn trong nhà cậu vào đêm hôm đó. Tất nhiên là hắn chấp thuận. Khi Alibaba và tên cướp đang ăn tối trên bàn, vợ Kasim nhìn vào mấy thùng dầu ô liu. Bỗng nhiên bà nghe thấy tiếng động. Chúng ta ra ngoài được chưa? Chưa đâu, chưa đến giờ mà. Bà biết rằng các tên cướp đang ở trong thùng chứ không phải dầu ô liu, và cho rằng việc này đã được xếp đặt sẵn.
bà liền vào ngay trong nhà bếp và nấu sôi dầu lên. Sau đó bà quay lại và đổ dầu lên từng thùng một. Tất nhiên là các tên cướp im lặng chịu trận. Vào giữa đêm, khi mọi người đang ngủ, thì tên thủ lĩnh đến bên cạnh các chiếc thùng. Các cậu có thể ra ngoài rồi. Không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn hỏi lại lần nữa. Các cậu ngủ quên à? Khi hỏi lại lần nữa mà không nghe trả lời, hắn mở một trong những chiếc thùng ra. Hắn rất kinh sợ khi nhìn thấy và biết rằng mình cũng sắp bị bắt đến nơi. Hắn chạy trốn và không bao giờ quay trở lại. Sáng hôm sau, vợ Kasim kể cho Alibaba nghe những chuyện đã xảy ra. Họ biết rằng bây giờ không còn phải lo lắng về những tên cướp nữa. Và nhờ vậy, Alibaba cùng gia đình mình được sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.